Ok, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với series Terminator Resistance. Lần trước là chúng ta đã đi gặp cái ông tiến sĩ gì nhỉ, mình chẳng nhớ. Nhờ về B, về cơ bản chúng ta phải quay lại chỗ căn cứ quân kháng chiến để chúng ta lấy một số cái đồ ấy. Bao gồm là việc nhiệm vụ phụ như là lấy trộm một cái chip của con Infiltrator. Từ đó chúng ta lập trình lại cái con này rồi chúng ta sẽ sử dụng chính cái con ấy để thâm nhập vào cái Skynet hoặc là gửi nó về tương lai như ở cái phần cái phim Terminator 2 ấy. Chúng ta lập trình lại con T-800 và gửi nó về quá khứ để thay vì là giết cái John Connor thì giúp John Connor. Ok, mình hãy chơi tiếp. Không biết là cái đoạn này là nó còn dài không? Mình nghĩ là mình nghĩ là cái trò này là cái cốt truyện nó không tệ một chút nào ấy. Là chúng ta biết được nhiều hơn về cái thế giới của kiểu Terminator ấy. Cũng rất là hay. Ôi lại nói chuyện thằng này á. Oh my god. Cái lần trước là mình nói chuyện rồi này. Okay. What the hell? Cái này là ở cuối tập trước mình nói chuyện rồi. Ok, chúng ta sẽ đi gặp hết mình những cái nhân vật này. It's quiet. You know, quiet's good. Quiet means we're not getting shot at. Đọc lại mật khẩu. Rivers, DN 46890. River SC. Nhiều sông. Welcome back, Sergeant. Đây có chó để canh. Đây nhiều chó phết này. Xe này nhìn trông kiểu giống kiểu mấy cái mặt trong Mad Max ấy. Không biết là nó có tính thực tế cao hơn so với cái thế giới nữa. Chắc là mình phải bán mất một cái súng này. Rất nhiều khẩu này của bazooka này. Heat seeking missile. Cái này là súng trường này. Cái này là súng ngắm này. Laser guided. Có chắc mình phải bán mấy cái này. Tầm này đạn này có vẻ hơi vô dụng một chút. Cái sticky bomb này mình không hiểu đâu. Bán mẹ này này. Thế thật là bán là về sau cũng đổi lại được mà. Chẳng có gì nữa. Plasma rifle này. Có windswift scope. Cái này là không có scope. Mình muốn thử cái súng này xem nào. 110 damage này. Hơn gấp đôi cái này. Nhưng mà tất nhiên là không bằng. Ui cái này là plasma minigun. Ui. Cái này là hàng nóng luôn này, không phải gì mà. Cái damage của nó 550 cơ mà. Nên là lúc mà mình headshot cái con Terminator là nó rất là mạnh luôn. Không muốn bán đi một chút nào. Bán đi một tí nữa lại phải ấy lại, phiền ghê cơ. Cái súng này này bắn cũng được này nhưng mà bây giờ hay chỉ mua thêm nhỉ. Rồi chúng ta sẽ bán hết mấy cái đồng nát này đi. Máu này. Mình muốn thử mấy cái súng này. Trên thực tế là khả năng là nó cũng chẳng như thế đâu. Laser guided. Damage 3550 này. 3550 này. Ammunition là laser guided missile. Cái này là cái này đầu đạn vật lý này. Còn laser guided missile cái này nó. Đây này, phải mua cái này laser guided missile này. Heat seeking missile. Cái giá này là hình như không bằng nhau sao nhỉ. Lấy con mẹ này cái khẩu này đi, cho máu. I'm making your target with crossbow.
Mua rồi này. Laser Guided Missile 4.500 à? Mình chỉ cần 5 quả. Để thử xem nó có gì hot không. Erin. Trông bà này chết rồi lần trước ấy. Did you see Jennifer on your way here? Jennifer. She hasn't come back yet, but I'm sure she's fine. About Hollywood Hills. How did it go? I've been to Hollywood Hills and found your old house. Did you? Trên thực tế là chồng bà này chết rồi mà. Pursue Erin to sleep. Có nghĩa là bây giờ là cái thằng kia lúc ấy nó bảo là chúng ta phải gọi những người ở shelter để rời khỏi cái khu này. Bởi vì khu này khả năng là bị lộ rồi. Nên là chắc là mình sẽ chọn là cái bảo chồng bà này đi Mexico ấy. Để bà này rời khỏi cái shelter này. Mà nhưng mà cái này là nói dối nhá, chứ từ bây giờ mà chết. Your husband left for Mexico. What are you talking about? Trust you enough. I found this letter in your house. It's from Peter. It says that he's heading there to look for you. He couldn't find me when I was right under his nose. How's he gonna find me in Mexico? What a sweet fool. Bà này bà sẽ rời khỏi đây. You're right. I have to find him before he hurts himself. Baron's not gonna like that, but she never scared me. Thank you for finding him for me, Jacob. Chung là vì mình mà mình hay nói chuyện với nhầy mấy nhân vật này, nên bây giờ là những nhân vật này cảm thấy nó tin tưởng mình. Còn nếu mình chắc mình nghĩ là skip hết mấy cái hội thoại ấy, thì khả năng là mình sẽ không làm bà này tin tưởng nữa. Ô, cái đoạn này mới á, chỗ này là mới á. Ô, chỗ này lần trước mình chứ mình chưa bao giờ mình đến đây. Ryan said there were. Well, here goes nothing. Chỗ này nó mới mở cho mình. Nên nó chẳng có gì làm ấy. Yep, those were. Đây là mấy cái facility của cái căn cứ. Lạc mẹ rồi. Chả biết cái đường cũng rồi. Chóng cả mặt kia. Đây chúng ta có nhiệm vụ phụ này. Have you heard that Dr. Max still alive? If I ever get my hands on him. I swear to God. Bọn này nó ghét Dr. Max. Từ nói chuyện với thằng bà này lúc nãy nó vừa nói chuyện rồi. Mình sẽ nghe lời cái thằng kia, mình bảo là mình sẽ thuyết phục là mấy người bạn của mình là nó thoát khỏi nơi này. Hey, Alvin, could you keep it down? I'm working with highly sensitive instruments here. Steven Nornet. Don't touch that. That's how things get lost. Can still why I'll be watching. Đây đây là nó thầy nó đứng cái nó nhìn thì mình không làm gì nữa. Mình phải đuổi tao tính cách là đuổi thầy tao. Ok, mình sẽ đi nói chuyện cái ấy nữa chứ. Cái lão già da đen đâu nhỉ? Mình muốn thuyết phục cái ông ấy. Hình như đây thôi. Đây này. Ryan này. Nên là đi sau này. Đường cái chỗ này trống cả mặt kia. Ok, chúng ta cứ nói chuyện với cả cái bà Baron này. Huh, you're back. How was Hollywood Hills? Crawling with Terminators. And what about Mac? How's he? Fine, but he needs Skynet security codes if we want him to reprogram that plasma rifle. Fair enough. Talk to Alvin about that. Okay. Did Max say anything else? Oh.
Oh no. No, that all he say. No, that's all he said. Okay. Talk to Alvin about those security codes and then come back to my quarters. I'll tell them to let you in. And one more thing, talk to Ryan. That buggy's been sitting there broken for too long. See if something's going on. I've got a suspicion that he's hiding something from me. Ryan. Ryan Seacrest? Ryan là cái ông người già ra nhỉ? Ông da đen ấy. Cái đó Ryan là cái thằng này mà. Đây này, đúng rồi, ông da đen này. Hey, Jacob. Baron wanted me to ask about that. Yes, he's been nagging me to fix the electronics in his piece of shit for a while now. Why are you asking me? You're the mechanic. Listen, I'm good with tools. You give me a car with a gasoline engine, I'll make it run. But this electronic shit, I don't know anything about that. You know, most of my life, I live without electricity. Why not tell her? She won't let me cherry pick my own responsibilities, you know that. That's why I need your help. Quartermaster will give you all the parts, tell you what to do. Ông này ông cần linh kiện. I'm here to pick up parts for that buggy. Wasn't Ryan supposed to take care of that? Baron specifically had it. He really fixed it himself. No. Bây giờ chúng ta là có lựa chọn là chúng ta sẽ đuổi ông này ra ngoài chỗ này. Khỏi cái shelter này. Ok, mình sẽ chọn là để cứu mạng ông này, mình sẽ chọn là ông này không có khả năng ông có sửa. Để kiểu ông này bị kiểu cái năng lực ông này bị kiểu vô dụng trong cái bọn này nó sẽ đuổi ông. No, he's been lying so that Baron would let him stay. She knew something was up all along. I'm going to report it. I know. Mình không biết là đây cái lựa chọn này nó có đúng không. Chung là nó rất là nhiều cái negative hình. What the fuck, Rivers? What you think would happen, huh? Baron's kicking I'm me dead out. I'm dead, man. Oh no. Còn một số cái nhân vật ok, nhưng mà mình cứ nghe là cái thằng kia nó cứu mạng mình mấy phát nên là chả biết là Alvin. Nghe là What? I'm actually jealous of Mac. He's out there alone. He told me that I'll need some sort of a device to download Skynet security codes from an HK. Do you have it? Yes. About that. Do you remember that day in downtown? I do. It was very traumatic. And because of that, thằng nó quên mang cái thiết bị đấy về căn cứ rồi. Nó để ở chỗ ngoài. Including that device. And the quantum battery which powers. So I guess I'm. Yes. Oh, thằng ngu này. Bây giờ là vẫn không không làm cái nào đuổi nó. Hey, could you keep it? Energy shell. Bây giờ vẫn không cách nào. Bây giờ vẫn không cách nào mà đuổi thằng này đi ra ngoài này. Để chúng ta lấy trộm cái thiết bị kìa. Bây giờ phải đi gặp cái bà Baron này. Bà này trông vẫn trẻ mà. Trong tầm này vẫn chắc mình chả nhớ là cái phim này cái hiện tại này là nó từ năm bao nhiêu nhỉ? Đây là phòng Baron. Commander's waiting for you. Ok. Có phòng riêng của Commander. Commander. Tiếp trông sâu tít này. Welcome to the luxury part of the shelter. Oh, I fucking hate living underground. But hopefully we won't have too much longer.
thanks to people like us, this war will end soon. You proved that you'll do whatever it takes, no matter the cost. And so will I. Don't think your efforts go unnoticed. You know, I killed a man long before I killed my first machine. I was hurt by a man long before machines hurt me. Apart from plasma burns, I've got man-made scars underneath these tattoos that I'll never forget. On the good days, they don't hurt. And I feel like this world is worth fighting for. Make me want to quit everyone. But we're so close. Skynet almost finished. Skynet got low. So you can understand that I need you to get rid of Mac. Oh. He's unpredictable. He sabotaged our mission and killed our men before. I cannot let happen again. I need you to kill him as soon as he reprograms that rifle. You look shocked. But I think I can find a way to persuade you. If you're into that. If you're into it. Thế có trái tim này là như nào, mình không hiểu. Thế thế là có khi là quan hệ mà này. Mình không biết là nên chọn cái gì mà. Nếu mình là chọn đồng ý sao nhỉ? Cái nó không có cái nhớ nhỉ. I can do it. I can't do it. That's the first time you've actually managed to surprise me. And as for Mac, don't disappoint. Dismissed. The Hitman. Vẫn là quét phụ. Mac was the one who sabotaged our mission before. Bà này bà tin là cái thằng Mac đấy là thằng nó là phá hoại những cái nhiệm vụ trước ấy. Nó là thằng đưa thông tin cho cái bọn Skynet ấy. Thì mình từ mình xem ra có cái auto save này, 12 giờ phút. Để mình load lại xem là nếu mà mình chọn yes thì là như thế nào. Nhưng mà về cơ bản là cái này là chọn yes hoặc no ấy thì là nó cũng là do ý của mình thôi chứ. Mình vẫn không biết là bây giờ mình đang ở cái chỗ nào. Quay lại tiếp chỗ này. Hình như là ông này ông bị đuổi rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ talk to Baron này. Find the way to steal the net CPU. Bà này là bà cũng tin tưởng mình rồi à. Nhưng mà mình không hiểu cái trái tim này như thế nào. Commander's waiting for you. Ok mình sẽ chọn là yes em. Commander. Yes thì là có tình yêu. Nghe vẻ hot đấy. Đi vào phòng riêng của chị. Chị sẽ cho quà. The Row Forest. I think I got back from my iPhone. Atu Akai. Tuần là có gì bí mật như ở Fallout ấy. Vậy là chị đã thuyết phục mình bằng cách trust you in. I am. That's what I thought. Ôi, ngon quá nhỉ. Kinh, bây giờ lại quan hệ với kiểu là commander. Commander. Lại cần trò này đấy. Nhìn giống ảo á. Ủa cái gì đấy? Commander, shut up. Kinh mình.
Nếu các bạn là đang xem thì cho trẻ con đi ngủ trước khi chúng ta đang xem cái đoạn này. Nhưng mà chắc bây giờ mình nói hơi muộn. Kinh quá. Sao? Commander như này chết. Nghệ. Close the door behind you. Có vẻ ngon đấy. Nhưng mà về cơ bản là mình chọn hay là không thì nó cũng Compete the code. Ok, cái này là vẫn là lựa chọn này không là do mình mà đúng không? Nhưng mà về cơ bản là cái cảnh kia thì kể cả mình không đồng ý thì nên là về cơ bản là chúng ta nên chọn là đồng ý. Còn thực hiện hay không thì đấy là do mình quyết định thôi. Nhưng mà về cơ bản là cứ cho qua chuyện để cho xong cảnh chị Commander, chị tra khảo rất là nguy hiểm. Bà này bà đứng đây. Đi đâu rồi? Ok, bây giờ còn chưa thấy Jennifer đâu nhỉ? Mình mang kiếm Jennifer. Này đứng đâu nhỉ? Thế có thằng nào đứng đây này? Nhạc bốc lên. Ông này bị đuổi rồi khỏi. I thought I told you I can't work with so much noise. Đây, đây, đây. Absolute silence, so please stop that. Ok, mình sẽ quyết định là mình lấy trộm này để đưa thằng kia. I swear I should just join Skynet. Có nghĩa là mình phải lấy được cái radio như lần trước là của cái ông này thì chúng ta mới có lựa chọn ở đây. Ok, chúng ta mình nghĩ là không còn gì nữa. Mình phải ra cái downtown để lấy đồ. Once you leave the area. Nói chung là cái này là một cái lựa chọn hội thoại nó đầy đủ ấy. Là mình chơi từ đầu rồi là mình nghĩ là mình chọn hết những cái hội thoại có thể ấy. Nên là về cơ bản là bây giờ là chúng ta có rất là nhiều cái lựa chọn để những cái người đấy người ta tin tưởng mình. Ôi mẹ, nó đuổi mình luôn á. I'm here. Good. I marked the location of Max code reader and the battery pack on your map. Let me know when you find them. Tầm này bố mày có khẩu nào thì mày chết anh. Không ngá một thằng nào. Interesting. Ui dồi. Lăn. Mình không hiểu là bây giờ cần chó gì kể nữa nhỉ. Bây giờ là Lady Vengeance. Someone high in the. Let's investigate the light of the restaurant. Bring the CPU to Mac. Cũng là trong cái vùng này. Lady Vengeance này này này. Này này. Chúng ta đi tìm xem mà có người có survivor. Chúng ta dẫn về làng. Ui, what the F.
mấy con nhện. Ui dồi, mẹ con đàn này, kinh quá. Người này. Eva. Crafting table. Chạy đâu rồi nhỉ? Nó chạy dưới gầm này thôi. Con này nó chạy đâu nhỉ? Investigate the restaurant. 25. Bên đây này. Đùa. No, wait. You shouldn't be here. Skynet's right around the corner. Yeah? Show me a corner Skynet's not around. You can leave now, because I'm not opening this door for anyone or anything. I'm just here to help. You want to help me? Fine. Go to my hideout at the metro station and bring back my transmitter. Then you'll help me. All right, I can do that. Là phải đi fast quest cho con điên này. Đi ra cái chỗ metro station này, này. Lấy đồ cho nó. Ui, mẹ con đống. Explosive. Tầm này mẹ chả ngán thằng chó đó. Bây giờ mình biết là mình cái con Terminator kia là mình headshot rồi. Bây giờ phải đi tít thằng này, oh my god. Chết vì cái. Đi qua cái này này. Nên là nó có một số cái khu vực ấy, mình cứ phải đi qua đi lại. Ủa, Terminator. Chui đây. Wow. Không phải là cái con Jennifer ở đâu nhỉ? Nhặt là đồng nát. Ui, đạn nhiều ghê.
Đây này. I've got it. You thought you could fool me? I know you're one of those things. You're not getting away, you motherfucker. What? Con này bị sống ảo. Ui rồi. Con này nó bịp mình à? Để nó kích hoạt cái này. Làm resort đấy. Cái mình đã ra thử cái kia thôi. Rất là nhiều tiền. Cái này không mở được. Lại phải chạy ngược lại. Cái này là mình thấy nó cũng làm chi tiết đấy. Rất là chi tiết. Nhưng mà về cũng giống như ở cái trò Fua là nó lập đi lập lại hơi bị nhiều ấy, nên. Ui ôi, cái này nổ to thế. Rồi mình sẽ cái này nổ đau thế nhỉ. Mẹ bây giờ nó ấy như này thì mình chạy kiểu chó đấy nhỉ. Để luồn qua lên. Trên thực tế là nó, cái này là nó, hạng nó làm rất là kỹ ấy. Get the app out. Ooh. Stop it! I'm from the resistance! Stand still! Don't shoot! Ah, shit, your friends are coming for me! You need to hide! Chết rồi, cái con... mình con robot nào đi, nó lùa vào con này. Mình phải chạy nhanh để mình dư giết, cứu nó đi. Úi giời. Úi giời, một phát. Rồi. Mẹ súng này giết bọn Terminator này sướng thật đấy. Trên này nó có mấy con này này. Nghe giờ ép à. You won't get me. Fuck. Con điên này. Wow, không ngờ tôi phải đi cứu nó. Chết rồi, con Terminator điên. Mẹ ăn sở này, một tí bố mà chết. Ui, vẫn có một thằng. Oh my god. Đùa. Giờ. Con này chết rồi. Mẹ con ngu này. Jesus. À, con này nó cho mình cái minigun này, thật plasma này. Rất tiếc. Kiểu là đây là gọi là natural selection ấy. Ngu thì chết. Con này ngu vãi nhá, mình không hiểu sao con này ở đâu ra luôn. Coming home. Why can we? Bọn này muốn không gia nhập resistance nhưng mà cũng muốn
đầu với cả bọn Skynet à? Kiểu quân tự phát. Thế thì chết rồi. Bây giờ mình có cái khẩu này mới này. Mình tay ra cái khẩu The Cold, đây ngay đây luôn. Mày hồi máu. Úi giời. Úi giời, một hát chết luôn. Ui, có con to thế. Thường mình thử cái viên thử cái đạn này. Ui, còn một tí thôi, được một tí đam nữa. Căng quá nhỉ. Chết rồi. Ui ôi. Hết rồi em ạ. The code này. Getting closer. There are still plenty of resistance sensors in the area. I see everything. I'll be your eye in the sky. Mình cảm thấy cái này chẳng nghiệm gì. Great. Rất là nhiều xác chết. In the shell. Chọn chỗ này có cái thằng Terminator nào không? Công nhận là cái trò này nó rất, cũng rất là nhiều cái để mà loot ấy. Wow. Thế là mình thấy cái trò này nó cũng hay. Nhưng mà quá hay thì chắc là chưa không đến nỗi đâu. Nhưng mà để mà nói là trò dở thì không phải là trò dở. Nên là mình thấy là một số cái review trên mạng như kiểu là mấy cái trang mà GameSpot ấy đánh giá game này nó rất là thấp ấy, nhưng mà mình thấy game này cũng hay mà. Đúng là cái mà gunplay của nó ấy thì đúng là tương đối lạc hậu ấy. Và bắn nó không được nảy như ở mấy cái trò khác ấy. Nhưng mà về cơ bản là chúng nhưng về cơ bản là một cái trò mà lâu bắt rét này là cũng rất là ổn đấy. Backpack is full. Nhiều đồ quá. Đây này. Laser trap. Ui. Mình là cái code reader này. All I need is the battery. Bây giờ phải đi lấy cái pin đằng kia. Alvin, I'm halfway there. Well, that's not quite true.
Once you get the code reader working, you still have to find an HK to connect to. But don't worry, I'm sure they call them hunter killers just for intimidation. Chúng ta phải đi ra cái chỗ tí đằng này. Oh my god. Đây có cầu thang đi xuống. Nhưng mình phải đi lên cầu thôi nhỉ. Đi này hơi sai. Mấy chỗ nào trèo lên cầu. À vẫn đúng đường. Ui. Terminator. Chó này nó bay chỗ đầu. Mình thử xem mình phá ra cái con này. Ok, chờ đây đi. Lần sau tao thấy mày chết. Mày chết với anh. Con này vẫn không biết mình bắn đâu. Bọn này bây giờ mẹ giết như ăn kẹo nhỉ. Đúng là từ trước là mình không để ý đấy. Cái này là nó headshot rất là mạnh luôn nhỉ. Đam rất là to ấy. Đây là cái battery của nó đây. Pin. Chỗ này lần trước là mình cứu cái thằng này chỗ này này. Ui. Nhiều resort ấy. Quantum battery. I've got the code reader working. Good. Now go look for an HK. During the attack, our team... It's heavily damaged an HK tank. That's your safest bet. But be careful. The area is filled with Terminators. If I were you, I'd sneak past them. Backpack full mẹ. Ui giời. Ui, chết rồi. Ui ôi, ui ôi, ui ôi. Headshot. Úi dồi. Mẹ bọn này bây giờ gặp anh quá là gặp phải cướp. Mẹ đứng lên là chết. Xử bọn này quá dễ luôn. Mình phải chạy tít đường này. Tầm này bây giờ cái đạn vật lý là mình đúng là gần như là chả đem gì nữa. Đây là có chỗ nhớ. Saving. Download the code for XK thành. Bây chúng ta sẽ download cái code của cái bọn Skynet này, sử dụng cái thiết bị này.
processing. Now proceed with caution. That's something Baron would say, right? Đây có hai con này. Úi giời. Đáp đầu. Phải đi đâu nhỉ? Ui, vẫn phát tít đằng này á? 240 mét. Con chó nó vẫn bay lên đầu mình. Xa phết nhỉ? I see a Skynet antenna up ahead. Looks like they set up an outpost here. Should I engage? That's not your main objective, but I'll leave that up to you. Skynet outpost à? Ở đây cha nhìn cái gì lại có hàng mẹ mình có súng này thì sợ chó thì mấy ngoại nữa nhỉ. Ủa mẹ đổi khẩu này mà. Bọn nó chưa chết á. Ôi mày. Bọn này ngu vãi nhà. Cái súng này mẹ cho này hơi bá đạo nhỉ. Cái súng ấy này. Úi giời, cái súng. Cái súng sniper trò này hơi bá đạo đấy. Plasma container. Rồi, quá nhiều đạn này. Bây giờ chúng ta làm ngay đằng sau này. Úi dồi, mỗi thằng một hit chết. Đạn đầy này. Ui dồi, mỗi thằng một hit chết. Có một con nữa. Ui dồi, nát đầu.
chơi gần hết game mình biết. Biết là cái bí mật của bọn này. Úi giời, critical hit. Cái súng ngắm này cho này bá đạo á. Chả cần phải nấp nữa. Bố mà luộc hết cả team rồi. Không phải nấp. Mình vẫn còn cái súng máy này. Đúng ra là mình có thể mình chạy đây mình cài đặt lại. Để nó luộc cái này. À, nhưng mà về cơ bản bây giờ chúng ta có súng này cũng chẳng sợ thằng bố con nhà thằng nào. Bắn rất là ác. Đây là cái nhiệm vụ phụ này, là chúng ta đi đập cái căn cứ này. Cẩn thận. Ôi mẹ ơi. Mình phải ra mình cài đặt lại cái này. Bọn này ngu phết. Ui ôi, nó bắn, ok. Bố mình lôi cái súng ra một phết. Chết mày. Má tí chết, sợ thật. Tí chết cái tội tội xây ngu, mẹ mình cứ để nó bắn ấy. Để nó bắn là ngon, mình cứ nhảy vào mình bắn nó, mẹ. Ui ôi. Ôi chết. Súng này nó vả. Úi giời. Con một phát. Trò này hơi ảo thật đấy. Vẫn có thằng nào ra hay thật. Trò này lắm đấy nhỉ. Trò này lắm cái này thế. Đây như cái cửa sau của bọn này. Hai cái cửa này. Có thể là mình sẽ tăng thêm cái damage nhỉ. Thằng đam mê đã đi bây giờ cái xuống cái bản ác lắm. Ủa, có thằng đứng ngay đây luôn. Tầm này mẹ không cần phải ấy nữa. Tầm này trả việc gì phải stealth tiếc. Úi giời. Turret này nhiều thế nhỉ. Mẹ lắm súng. Quá là sniper mẹ trời. Sniper elite. Ừ.
cái kỹ năng hack gần như là bắt buộc ở trò này nhé. Kiểu mình không hack thì mình cũng chả việc gì mình phải vào mấy cái chỗ này làm gì ấy. Nhưng mà có hack thì nó vui hơn ấy. Thế là những cái kỹ năng này nó gọi là optional, nhưng mà trên thực tế là chơi thì là gần như là phải tăng ấy, chứ không phải như ở 4A là không có thì cũng chẳng sao ấy. Nó có nhiều, rất là nhiều cái lựa chọn. Ui, bây giờ làm sao mày tắt được mấy cái này này? Khả năng mình phải bắn này để nó cho rớt cái vòng bảo vệ rồi. Ui dồi ôi, lùa. Tôi lại chạy lại đây. Mẹ nghiêm túc là cái này như là mê cung. Cái trông bé tí mà như kiểu mê cung. Hạch là mẹ nó hết. Bây giờ chúng ta xuống cái chỗ này đây. Làm mấy thế nhỉ? Chỗ ấy chui vào đây. Đây là cái gì? Ôi. Đây là cái gì này? Ủa, xác chết à? Vãi nhà thế. Phải hack hai con này bắn nhau mới được. Cái giải ép à? Ui giời. Ui mẹ chết bao người này, mẹ chó này. Chỗ này nó lòng vòng thế chứ. Đây này, cuối cùng là đến nữa. Kiếp lòng hoa lòng vòng. Hát. Khó thật đấy. Weapon 20%. Use the Skynet first generator plasma. Red. Đây này. Cái này lên nâng cấp level 5 này nó mới cho mình sử dụng cái súng tím đấy.
Survival backpack này. Survival tăng cái kháng đam mét cái gì này. Mình là lùa mình này. Ok, chúng ta quay lại việc chính đi. Vậy lòng vào vòng cái nãy này. Đi đường này ra này. Này khó phết đấy, đùa. Bây giờ mấy cái hacking này toàn là phần khó. Là xếp hào này. Ui bắn. Ammo spider. Bạn đã nát đầu rồi. Ui giời, nát sợ. Thời này mình thử mình chả quan tâm đến mấy cái loot đồ nữa. Mình quá nhiều rồi. Đâu có cái nhà này này. Chỗ đến chỗ nhớ. Nghiêm túc rồi. Đây này. Ok, chắc là mình sẽ dừng đây. Cái này nó dài quá. Mình không muốn nó cái tập mình nó dài quá để các bạn khó theo dõi ấy. Ok, mình sẽ quay các bạn chơi sớm này, mình chơi nốt cái đoạn này. Mình sẽ cho cái tập nó ngắn. Như thường lệ, nếu các bạn đã chưa đăng ký thì hãy đăng ký channel mình để tiếp tục theo dõi được cái CD mình chơi cái Terminator Resistance và có nhiều game khác mình chơi trên PC. Cái Battle Royale và Jedi Fallen Order. Bên cạnh đó mình chơi rất nhiều game trên Switch như là Pokemon, Family Treehouse. Hy vọng các bạn có thể xem qua cái channel mình và mình hy vọng là các bạn